Đây là tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục khu di tích sinh sắc tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình trống đồng Đông Sơn và chính đầu rồng trên các gốc cây nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam. Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình rồng Đông Sơn và chính đầu rồng. Tác giả nhạc sĩ Nguyễn Hoàng, nghệ nhân điêu khắc Lê Chí Liên, chất liệu gỗ gốc cây dầu trên 100 năm của đình Long Khánh, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận và xác lập ngày 18 tháng 12 năm 2014. Hình đầu rồng, chính rồng, chính cái đầu rồng. Mình điếu nha. Đây là một nè. Hai nè. Đó. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Tám nè. Đó. Đây là chín. Rồi đủ. Rồi cái hình mà chấm đồng Đông Sơn. Đúng hình đây. Đó, mặt chấm đồng Đông Sơn. Toàn cảnh lại đó. Chạm chỗ rất là tinh vi. Bây giờ quá lớn luôn.